Ấm Thuật Ngữ Miền Tây xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn nha. Hôm nay thì con thật sự rất là vui mừng và hạnh phúc luôn khi mà được đại diện cho Mạnh Thường Quân, đó là chú Hùng Vũ. Rất là may mắn cho hoàn cảnh gia đình của em giàu khi mà được chú dành một cái tình thương cũng khá là đặc biệt. Thì cũng giống như là mỗi một tháng như vậy, chú cũng sẽ đều gửi cho một cái số tiền để mà lo cho bé vào cái việc ăn học và trang trải hàng tháng. Hiện tại là tháng 11 rồi. Bây giờ thì xin mời tất cả các cô chú, anh chị và các bạn cùng con vô trong nhà để mà thăm bé nha. Dạ, con chào bà. Chào em. Chào chú. Dạ. Để cái này xuống phía dưới giùm chị nha. Nay nhà mình có cái bàn nữa, mình ngồi trên bàn hay mình ngồi dưới? Mình ngồi dưới đi bà. Ngồi dưới hả? Dạ, bà. Ngồi dưới đi, người miền Tây mình ngồi dưới thì cho thoải mái ha. Giờ mới đi học về hả? Dạ. Ngồi đây chứ trời. Dạ thôi được rồi, ngồi về cho mát ha. Dạ, hôm nay em học mấy tiết? Dạ 5. 5 tiết, bình thường 5 tiết là sẽ về vào 11 giờ mấy? 11 giờ 15. 11 giờ 15. Thông thường buổi sáng thì sẽ là 5 tiết điều hay sao vậy? Dạ 5 tiết điều. Còn giờ hôm nay buổi chiều em có đi học thêm không? Có, dạ có. Em có học 3 năm 7. 3 năm 7 ha. Rồi học mấy hôm nay đó là có gần thi hay là kiểm tra gì không? Đang kiểm tra giữa kỳ. Đang kiểm tra giữa kỳ ha. Rồi hôm giờ là mình kiểm tra được bao nhiêu môn rồi? Dạ cũng gần hết, sắp gần hết. Sắp gần hết rồi. Dạ. Rồi em ôn bài, làm bài được không? Dạ cũng được. Cũng được ha. Có tự tin không? Sao em thấy trả lời mà gục gà vậy? Cũng có môn thì tự tin, có môn thì không. Có môn nào em không tự tin em có thể nói cho chị được biết không? Chắc là môn lý gần tới. Lý gần tới. Em thấy nó khó quá hay sao? Em không hiểu được, có phần hiểu phần không. Vậy rồi em có cần phải bồi dưỡng hay là học thêm gì về cái môn đó không? Dạ chắc có, nhưng mà em chưa tìm thấy giáo viên để dạy. Chưa tìm thấy giáo viên để dạy. Hiện tại thì Dào có đang bổ túc thêm môn nào không Dào? Dạ bổ túc trong trường thì em học thêm môn toán. Còn học thêm ngoài học môn hóa với môn tiếng Anh. Bây giờ là cảm giác là vẫn còn yếu thêm môn lý nữa. Muốn tìm giáo viên dạy môn lý nhưng mà chưa tìm ra. Dạ. Ở trong trường mình có giáo viên dạy không em? Trong trường hả? Hình như là không, hay là tại em không biết. Tại hình như là có khối 12. Khối 12 mới dạ, có. Dạ em khối 11. Em có hỏi mấy giáo viên dạy lý ở đó không? Dạ có, nhưng mà mấy giáo viên mà dạy em môn lý á, em hỏi nhưng mà thầy không có dạy. Rồi thầy cũng không có chỉ mình là ai dạy luôn. Rồi thành ra là hơi khó hiểu chút xíu, cho nên là cũng hơi sợ về môn lý đúng không? Dạ đúng rồi. Ngoài môn lý ra còn môn nào nữa không? Môn lý hả? Chắc ngoài môn lý ra chắc không đâu, mấy môn kia thì cũng là ổn. Cũng ổn, vậy là nó tầm tầm nó ngang nhau, chỉ có môn lý là mình cảm thấy mình khó, mình sợ thôi. Dạ, sợ thôi chứ cũng chưa kiểm, cũng chưa biết suy sao. Thì chị nghĩ là cũng em về em cũng cố gắng coi lại bài vở này với lại trên lớp thì chú quý lắng nghe kỹ hơn một chút xíu ha. Dạ. Thì cũng khá là lâu rồi, hôm nay con mới ghé lại thăm gia đình của mình, không biết là mấy hôm nay sức khỏe của bà có tốt không bà? Dạ cũng khỏe thêm già lớn tuổi rồi. Khi thì dạ. Ăn được, khi ngủ được, khi không. Dạ. Rồi cỡ này mình có còn chồng gãy nữa không bà? Còn ngò. Dạ. Dai như bậy như kiếm tiền. Dạ, vậy là mình cứ chồng ngò là quay quẩn ha. Dạ. Dạ. Thì chồng ngò như vậy là dạo này là có thu hoạch không hay là đang đợi hả bà? Đang đợi nhóm giá hàng bán. Rồi hả bán cũng được 4 tấn. Hôm nay cũng còn sửa sạn nhỏ nữa. Dạ, mình nhổ được này nữa là xong chưa hay là mình chỉ cắt ngang thôi? Thì chích ngang để lên nữa thì o lại bán nữa. Dạ, 4 tấn. Rồi. Được rồi, bán có giá không bà hả? Đỡ không? Đỡ, nhưng rồi có giá. Bữa nay còn có 14 ngàn, bữa hổm thì được 20. Một ký hay sao bà hả? Ký. Ký 20 ngàn. Dạ, nếu như mà mình bỏ hết tất cả các chi phí ra thì giờ mình lời trong đó được khá không? Bà có đủ để mà mình chi tiêu, mình lo trong nhà không? Đủ. Tại vì theo như con biết thì hiện tại giá phân rồi giá thuốc cái gì nó cũng cao hết trơn á. Thằng hướng diễn mất. Dạ. Thì có một mình bà chạy ra chạy vô vậy thì làm đi có thấy mệt không? Thì mệt thì nghỉ, khỏe thì mặn. Lai gai gì, nhớ mướn. Mấy hôm thì mà cũng chia với nhau, cũng tao phân nửa, mình phân nửa, cũng còn được phân nửa. Có giá thì được phân nửa. Nếu như mà giá 20 ngàn thì mình còn được phân nửa, còn mà giá thấp hơn thì mình lời ít hơn nữa. Lời ít nữa. Dạ.
lớn tuổi rồi mà bà còn lao động thì còn làm việc hăng say quá. Không biết hôm nay bà bao nhiêu tuổi rồi bà hả? 70 rồi. 70 rồi, còn khỏe quá chừng luôn. Dạ. Rồi giờ thì sao, ngoài những cái giờ mà đi học về thì em có phụ bà ở nhà làm thêm việc gì nữa không? Dạ thì em lo nhà nấu cơm, lau nhà nấu cơm với làm đồ ăn ha. Rồi thường thì em sẽ dành thời gian học bài vào lúc nào? Dạ tầm chiều tối. Chiều tối. Có học kịp không em? Dạ kịp. Vậy là mình cũng sắp xếp thời gian ổn thỏa hết luôn ha. Dạ đúng rồi. Thì dạ có điện. Hôm nay thì cũng giống như là mỗi tháng vậy đó. Giờ vào đầu tháng thì chú Hùng Vũ cũng gửi cho chị một cái số tiền để mà chị đến đây rồi chị trao lại cho em để mà em trang trải trong cái việc là học hành cùng với lại là cuộc sống hiện tại ha. Dạ. Hôm nay là đầu tháng 11 của năm 2022 á bà. Dạ. Thì cũng giống như mỗi tháng là con thay mặt cho Mạnh Thường Quân là chú Hùng Vũ cho con đến đây trao lại cái số tiền mà chú đã gửi cho em vào nha. Dạ, dạ. Đây con xin phép nó học dạ. Hành học thêm học bà. Này nọ là cũng thiếu hơi tại tôi cha thêm dạ cho mình... con cháu nó học chứ sao vậy. Dạ vậy thôi, vậy tôi cũng cảm ơn chú Hồng Vũ nha, vợ chồng rồi kia cũng gắng cầu chúc cho chú với thím cũng mặn ăn đâu phát đắng mặn ăn được kia đâu được cái đó chưa không biết cái gì hơn. Dạ cầu dạ. Chúc với con đi, chúc cho chú. Con gửi lời cảm ơn đến chú, vì tháng nào chú cũng gửi tiền để cho con ăn học. Con hứa là con sẽ cố gắng học thật là giỏi. Và con thì cố gắng, con không hứa trước việc gì, thì con cũng chỉ có thể là cố gắng hết sức mình thôi. Và cái kết quả con mong là chú sẽ vui với cái kết quả mà con đạt được. Chị cũng hy vọng là với tất cả những cái nỗ lực của Giàu thì sẽ mang lại được cái kết quả thật là tốt nha. Và em bản thân em cũng sẽ cảm thấy hài lòng vì cái nỗ lực của mình đã bỏ ra. Thì cũng chúc cho em sẽ thành công hơn nữa trong cái con đường mà học tập của mình. Dạ con cũng chúc bà được nhiều sức khỏe bà nha.